Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết, dự báo giá heo hơi ngày 26 tháng 2 năm 2022 có khả năng sẽ cắt đất đà giảm. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng 15% sản lượng thịt vào năm 2025 ghi nhận giá heo hơi trên 3 miền tiếp tục giảm 1.000 đến 2.000 đồng trên kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 51.000 đến 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc giá heo hơi đồng loạt giảm 2.000 đồng trên kg xuống mức 53.000 đồng trên kg. Tương tự, giá heo hơi tại tỉnh Phú Thọ cũng giảm 2.000 đồng trên kg xuống 51.000 đồng trên kg. Tại Hà Nội, Thái Nguyên giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng trên kg xuống mức 54.000 đồng trên kg. Các địa phương như Lào Cai, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định giá heo hơi đi ngang, hiện ở mức 54.000 đến 55.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Hà Nam giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Mặc dù giá heo hơi tại các tỉnh liên tiếp được điều chỉnh giảm trong hai tuần nay, nhưng các tiểu thương bán thịt heo tại các chợ dân sinh vẫn phất lờ vấn đề này, nao giá thịt heo cao ở mức vô lý. Theo một thương lái, với giá heo hơi 54.000 đồng trên kg, thì giá thịt heo bán lẻ ở chợ ở mức 70.000 đến 100.000 đồng trên kg là đã có lãi. Tuy nhiên, nếu như giá heo hơi được điều chỉnh hàng ngày, thì giá thịt heo tại các chợ không được thực hiện theo cách này, mà được điều chỉnh chậm hơn. Chị Trần Thị Hồng, kinh doanh thịt heo tại 122 mai dịch cho hay thịt heo không điều chỉnh theo ngày mà được điều chỉnh theo đợt. Nếu như giá heo hơi tăng, chúng tôi chưa tăng giá thịt bán lẻ ngay mà đợi một thời gian mới tăng. Ngược lại, giá heo hơi giảm thì chúng tôi cũng điều chỉnh giảm trễ hơn. Không nên điều chỉnh giá thịt heo trồi sụt liên tiếp, gây cảm giác không yên tâm cho người tiêu dùng, bà Trần Thị Hồng nói. Lý giải về nguyên nhân giá thịt heo bán lẻ cao, ông Trần Văn Đê kinh doanh thịt heo tại Cầu Giấy, Hà Nội thông tin thêm. Mặc dù giá heo hơi giảm, nhưng giá heo móc hàm tại các chợ đầu mối vẫn ở mức cao, trên 80.000 đồng trên kg. Với mức giá móc hàm trên 80.000 đồng trên kg, thì mức giá bán lẻ phải từ 90.000 đến 130.000 đồng trên kg người bán mới có lãi. Tuy nhiên, nhiều thương lái cho rằng đây là cách bao biện của người bán lẻ. Bởi, thực tế giá heo móc hàm tại các chợ đầu mối hiện nay đã giảm xuống dưới 80.000 đồng trên kg. Một nguồn tin cho hay giá heo móc hàm tại các chợ đầu mối Hà Nội chỉ khoảng 75.000 đồng trên kg, nhưng để bán lẻ với giá cao, tiểu thương đã nói vống giá nhập vào để móc túi người tiêu dùng dễ hơn. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế giá heo hơi báo giảm 1.000 đến 2.000 đồng trên kg xuống mức 54.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận giá heo hơi được thu mua với mức 55.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình định, định giá heo hơi ở mức 54.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 54.000 đến 55.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Tương tự hai miền trên, giá heo hơi tại miền Nam cũng báo giảm so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá heo hơi giảm 2.000 đồng trên kg xuống 54.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng trên kg xuống mức 55.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu giá heo hơi ở mức 55.000 đến 56.000 đồng trên kg. Tại tỉnh An Giang, Hậu Giang giá heo hơi ở mức thấp nhất toàn miền 54.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Nam giao động trong khoảng từ 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Trung Quốc đang đặt mục tiêu đạt sản lượng thịt 89 triệu tấn vào năm 2025, tăng trung bình hàng năm 2,8% so với 77,5 triệu tấn được sản xuất vào năm 2020. Theo bản kế hoạch 5 năm mới ban hành, nhằm mục tiêu hiện đại hóa nền nông nghiệp của Trung Quốc, giới chức ngành chăn nuôi cho biết, riêng sản lượng thịt lợn của nước này sẽ duy trì ổn định ở mức 55 triệu tấn. Cụ thể, giá trị của ngành chăn nuôi lợn sẽ đạt hơn 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương ngg 236 tỷ đô la Mỹ, với những nỗ lực được thực hiện để giảm bớt biến động trong sản xuất và ổn định nguồn cung. Tiếp theo là mảng thịt gia cầm phải đạt 22 triệu tấn, thịt bò đạt 6,8 triệu tấn và thịt cừu 5 triệu tấn. Tính đến năm 2021, cả hai ngành sản xuất thịt gia cầm và thịt bò đều đã vượt mục tiêu kể trên. Tuy nhiên sản lượng thịt lợn chỉ đạt dưới 53 triệu tấn do những tác động giai đoạn hậu Dic tả lợn châu Phi. Sản lượng thịt năm 2020 của Trung Quốc bị ảnh hưởng đáng kể bởi virus dịch tả lợn châu Phi đã tàn phá các trang trại chăn nuôi trong hai năm liên tiếp 2018 và 2019. Bốn thách thức lớn ngành chăn nuôi phải đối mặt trong năm 2022. Ông Dương Tất Thắng, cục trưởng cục chăn nuôi chỉ ra bốn thách thức lớn mà ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ phải đối mặt trong năm 2022. Cụ thể là toàn cầu hóa về thị trường, xen lẫn các hình thức bảo hộ sản xuất và chiến tranh thương mại tác động lớn đến các chuỗi cung ứng. Cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi ngày càng diễn ra căng thẳng, khi Việt Nam là thành viên đối tác tham gia với bảy hiệp định thương mại tự do khu vực và thế giới. Biến đổi khí hậu làm gia tăng các loại hình khí hậu cực đoan, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, cùng với đó là sự ô nhiễm từ chăn nuôi sẽ tăng cao ở những mô hình chăn nuôi quy mô lớn, nhưng yếu kém trong khâu xử lý chất thải. Việt Nam là quốc gia được dự báo chịu ảnh hưởng lớn nhất của quá trình biến đổi khí hậu. Dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người như COVID-19, cũng như dịch bệnh trên động vật như dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng đã và đang diễn biến khá phức tạp, có tác động lớn đến chuỗi cung ứng trong nước cũng như toàn cầu, phát sinh những biến động lớn về thị trường. Ngoài ra, khi chăn nuôi theo hướng thâm canh, mật độ cao, nếu các yếu tố an toàn sinh học không được đảm bảo sẽ làm phát sinh các loại dịch bệnh, kháng kháng sinh sẽ gia tăng. Cách mạng khoa học 4.0 dự báo sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong việc quản lý. Xu hướng số hóa, chuyển đổi số gắn với chăn nuôi công nghệ cao, các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp số sẽ phát triển mạnh. Hiện nay, người chăn nuôi heo không chỉ đối mặt với khó khăn do các chi phí sản xuất đầu vào tăng và giá cả đầu ra sản phẩm còn bấp bênh mà còn dễ có nguy cơ bị thua lỗ trắng do nhiều loại dịch bệnh trên đàn heo tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, sau thời gian tạm lắng, những tháng gần đây bệnh dịch tả heo châu Phi đã tái phát tại nhiều địa phương. Đây là loại dịch bệnh rất nguy hiểm do chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng bệnh. Đàn heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi thường có tỷ lệ tử vong 100%, buộc phải tiêu hủy. Trước khó khăn và rủi ro, nhiều hộ dân nuôi heo sau khi xuất bán đàn heo đã có tâm lý ngán ngại tái đàn phát triển nuôi heo trở lại vào thời điểm này. Điều này gây ảnh hưởng đến nguồn cung heo hơi và thịt heo trong thời gian tới. Do vậy, ngành chức năng cần hỗ trợ của người dân tháo gỡ kịp thời các khó khăn sau Tết dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Dù đã giảm so với cùng kỳ năm 2021, song theo đánh giá của cơ quan chuyên môn tỉnh Con Tum, nguy cơ dịch bệnh này bùng phát trên địa bàn tỉnh vẫn rất lớn, nhất là thời điểm giao mùa sắp tới. Theo thống kê của Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Con Tum, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 150 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng gần 4,5 tấn. Dù đã giảm so với cùng kỳ năm 2021, song theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguy cơ dịch bệnh này bùng phát trên địa bàn tỉnh vẫn rất lớn, nhất là thời điểm giao mùa sắp tới. Ông Đoàn Thanh Mai, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Con Tum, cho biết từ đầu năm đến nay, các loại dịch bệnh trên gia súc như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục cơ bản đã được khống chế, không còn xuất hiện trường hợp mắc bệnh mới. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn xuất hiện, cho thấy diễn biến phức tạp của loại dịch bệnh này. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hiện nay, số lượng hộ chăn nuôi ở quy mô nông hộ chiếm đa số và hầu hết có điều kiện chăn nuôi chưa đảm bảo an toàn sinh học. Một số hộ còn chăn nuôi theo phương thức thả rông. Giá thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi tăng cao. Tính chung, từ tháng 11 năm 2020 đến nay, giá nhiều loại thức ăn chăn nuôi đã có khoảng 10 lần điều chỉnh tăng giá, với mức tăng tổng cộng khoảng 70.000 đến 100.000 đồng bao, tùy lại. Hiện giá bán lẻ nhiều loại thức ăn chăn nuôi trên thị trường đang ở mức rất cao. Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều loại thức ăn gia súc của các thương hiệu như Higro, Anco, Greenfit, Dabaco có giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 270.000 đến 290.000 đồng bao đối với thức ăn dành cho heo nái, còn thức ăn dành cho heo thịt ở mức 330.000 đến 360.000 đồng bao. Trong khi đó, Giá nhiều loại thức ăn dành cho heo con từ lúc tập ăn đến lúc đạt 15 kg trên con hiện đã ở mức 450.000 đến 470.000 đồng bao. Riêng một số loại thức ăn đậm đặc dành cho heo, thức ăn cho hàm lượng chất dinh dưỡng cao, có giá lên đến 600.000 đến 700.000 đồng bao. Để nuôi một con heo đạt 100 kg, người chăn nuôi phải tốn khoảng 10 bao thức ăn các loại, tương đương với khoảng tiền từ 3,4 đến 3,6 triệu đồng. Theo chủ cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở thành phố Cần Thơ Gần đây nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo và gia cầm đã thông báo điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm nên cửa hàng bán lẻ phải tăng giá theo. Lý do tăng giá được các doanh nghiệp nêu ra là bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng cao đã gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi heo, nhất là khi gần đây giá bán heo hơi vẫn còn ở mức thấp, chưa đảm bảo cho người nuôi heo có lời. Hiện giá heo hơi tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ ở mức từ 54.000 đến 57.000 đồng trên kg sẽ có vaccine phòng dịch tả heo châu Phi. Dịch tả heo châu Phi là dịch bệnh gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi và khiến người chăn nuôi rất lo ngại vì hiện nay chưa có vaccine phòng dịch. Thông báo tin vui cho người chăn nuôi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho hay, từ năm 2019 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu vaccine dịch tả heo châu Phi. Đến nay, các cơ quan, doanh nghiệp đã triển khai khảo nghiệm vaccine này tại cả phía Bắc và phía Nam, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Theo ông Phùng Đức Tiến, Hội đồng của Cục Thú Y cũng đã họp và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị công bố vaccine vào cuối quý 1 hoặc vào đầu quý 2 năm 2022. Khi vaccine dịch tả heo châu Phi được công bố sẽ có hiệu quả tiêm rất cao và tạo ra đột phá cho ngành chăn nuôi heo của Việt Nam trong thời gian tới. Ngành chăn nuôi nỗ lực giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Năm 2022, Nhiệm vụ đặt ra cho ngành chăn nuôi rất nặng nề khi tổng đàn chăn nuôi tiếp tục tăng cao trong điều kiện biến đổi khí hậu, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Theo đó, ngay từ đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022 vừa diễn ra, nội dung được nhiều địa phương tập trung kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh là ngoài việc chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tăng cường kiểm soát về giống nhập khẩu và các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, tăng cường kiểm soát các vùng chuyên canh. Cùng quan điểm với các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có cơ chế lưu trữ vaccine, hóa chất và rút ngắn quy trình, thủ tục để cung ứng kịp thời cho các tỉnh, thành khi xảy ra dịch, bệnh, các quyết định, cơ chế chính sách, quy chuẩn. Tiêu chuẩn trong lĩnh vực chăn nuôi cần sớm được hoàn chỉnh để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch hàng năm. Cục Chăn nuôi sớm có hướng dẫn cho địa phương trong thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý ngành chăn nuôi, quản lý dịch bệnh, vật tư chăn nuôi, chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022 vừa diễn ra, nội dung được nhiều địa phương tập trung kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh là ngoài việc chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tăng cường kiểm soát về giống nhập khẩu và các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tăng cường kiểm soát các vùng chuyên canh chăn nuôi nuôi trồng thủy sản cùng quan điểm với các địa phương phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ văn phi đã kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có cơ chế lưu trữ vaccine hóa chất và rút ngắn quy trình thủ tục để cung ứng kịp thời cho các tỉnh thành khi xảy ra dịch bệnh. Các quyết định, cơ chế chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực chăn nuôi cần sớm được hoàn chỉnh để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch hàng năm. Cục Chăn nuôi sớm có hướng dẫn cho địa phương trong thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý ngành chăn nuôi, quản lý dịch bệnh, vật tư chăn nuôi, chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 26 tháng 2 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.